Từ một vùng đất hoang sơ, đường xá đi lại khó khăn. Thời gian gần đây, cùng với những chủ trương, chính sách rộng mở của nhà nước và của tỉnh, tiềm năng lợi thế của vùng đất bán sơn địa đã được khai thác và phát huy. Bao quanh bởi dãy núi đá vôi trùng điệp là những khu vườn xanh mướt, những trang trại với những con nuôi đặc sản. Bên cạnh đó, tại đây đã hình thành những mô hình du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại khu du lịch sinh thái Quèn Thờ, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Khi đặt chân tới đây, quả thực tôi vô cùng thích thú khi được tận hưởng bầu không khí trong lành, thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi khám phá vẻ đẹp như nét kiến trúc độc đáo tại nơi đây. Chú ơi, cháu là Diệu Thơm đến từ chương trình Không gian xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Rất là vui được tham gia chương trình Không gian xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình. Dạ. Chú ơi, khi đến đây thì cháu rất là bất ngờ bởi vì quang cảnh khu du lịch sinh thái của mình ạ. Khi mới lúc đầu trong kế hoạch thì cháu chỉ nghĩ là nơi đây chỉ là toàn đồi núi và cây cối thôi, nhưng mà không nghĩ là không gian nơi đây lại có nhiều thiết kế độc đáo như thế này. Thì chú có thể giới thiệu cho cháu về quang cảnh khu vực nơi đây được không ạ? Khu du lịch sinh thái Quèn Thờ có tổng diện tích hơn 600 ha. Ở đây là một cái vùng đồi núi bán sơn địa rất là đẹp, có cả thảm thực vật, rồi là có cả những cái vườn cây ao cá. Đấy. Cây cối, khí hậu ở đây rất mát mẻ. Đấy. Mảnh đất con người ở đây là nó rất là thơ mộng, khí hậu ôn hòa, mà nó rất là phù hợp với cái cảnh quan thiên nhiên. Chú ơi, khu vực ở đây thì có phân chia như thế nào không ạ? Đây là cái mô hình du lịch cộng đồng, nên là du lịch nông thôn, nên là nó rất nhiều cái loại hình thức, nên là ngay từ ngày đầu thì hợp tác xã có cái định hướng là phát triển theo cái hướng thân thiện với môi trường, nên là hợp tác xã thì cũng phân chia ra từng khu vực, từng thành viên cho nó phù hợp. Ví dụ như khu vực là làm nhà hàng, rồi là khu vực là trồng hoa để chụp ảnh, rồi khu vực là trồng vườn cây, làm vườn cây ăn quả, rồi là cái khu vực là hướng dẫn để khách đi lên chiêm ngưỡng chùa Thiên Trù, rồi đền Quèn Thờ. Chú ơi, những thiết kế ở đây đều là gần gũi với thiên nhiên đúng không ạ? Như các bạn đã biết ý, thì trong cái định hướng phát triển của chúng tôi ý, thì đưa những cái vật liệu là rất là thân thiện với môi trường, mà nó lại ở địa phương đã có, ở chợ tại đã có. Chúng tôi chỉ có điều chỉnh làm sao cho nó cảnh quan, nó hài hòa. Đấy, như các bạn đã biết là từ những phiến đá ở vườn đây là chúng tôi xếp lại nó thành một cái hàng rào mang tính trang trí, rồi kết hợp những cây vẹn tuế, đây là những cây bản địa, để nó tạo cái cảnh quan là nó rất là thân thiện. Chú ơi, cháu thấy ở đây những cái ngôi nhà rất là độc đáo và lạ ấy ạ. Thì là có phải là theo phong cách cổ xưa không chú? Ở đây thì chúng tôi xây dựng cái vật liệu ở đây là thân thiện với môi trường, cơ bản là ở địa phương. Ví dụ như là cái nhà lá bằng lá cọ, rồi là bằng tre, bằng nứa. Cái vật liệu rất thân thiện. Mà kiến trúc thì theo kiểu các cụ ngày xưa đã để lại, nó rất là mát mẻ. Cái ngôi nhà này là chúng tôi thiết kế là chủ yếu là các cái vật liệu ở địa phương, và cái vật liệu tre nứa lá này là nó rất là mát, mà nó rất hòa đồng với thiên nhiên. Đấy, từ cái trần nhà là chúng tôi cũng thiết kế bằng
mà cây vầu, cây trúc là nó rất là thơ mộng, mà nó rất là mát, mà nó bền. Đấy, toàn bộ cái hệ thống trao đèn kia là cũng bằng nứa. Đấy. Nhưng cái nứa này là chúng tôi đan rất là đa dạng theo cái hình thức từng địa điểm. Ví dụ như trung tâm kia là cái trao đèn to, hình thức khác. Cái bóng nhỏ này là hình thức khác. Luôn luôn rồi bên ngoài hiên thì lại cái trao cái hình thức nó khác, để nó làm cho nó cái không gian nó mềm mại và nó phù hợp. Kể cả cái nhà ở đây thì chúng tôi thiết kế là không cao, vừa phải, nó xinh xinh thôi, mà nó lại phù hợp với các cái từng cái khuôn viên, từ cái sử dụng cho nó phù hợp với khi đi và sử dụng. Có chỗ thì ngồi được chục bàn để phù hợp với từng cái sự kiện của từng gia đình. Cái khu sinh thái này nó rất là đa dạng các cái sản phẩm cũng như các khung cảnh để cho khách hàng là sử dụng, và đặc biệt là cái chụp ảnh check-in ấy, nên là còn rất nhiều khu thì mời cháu đi tham quan và trải nghiệm để biết thêm. Cái lợi thế của chúng tôi là có cái hồ nước rất là sạch sẽ và nước là nó quanh năm. Chúng tôi chăn nuôi cá để cho du khách ngắm cảnh và để câu cá thư giãn, nên là chúng tôi xây dựng thiết kế những cái đá để du khách che mưa che nắng. Đấy. Đặc biệt là chúng tôi làm cái hệ thống cầu phao đi qua và để du khách ngắm cá và câu luôn ở trên cái cầu phao này. Cái cầu phao này thì đầu tiên là chúng tôi cũng tìm nhiều cái giải pháp, nhưng mà qua nghiên cứu với cái thực địa ở đây thì chúng tôi làm đơn giản thôi, chứ không làm hiện đại quá, nó mất cái cảnh quan. Nên chúng tôi không có đổ bê tông gì cả, chúng tôi chỉ dùng cái thùng phao rồi làm đường đi. Đấy, nên là tạo ra những cái uốn cong mà nó gắn với cái khuôn viên này là rất là mềm mại. Có những người khách là hàng tháng hàng tuần là vẫn quay lại đây nghỉ ngơi rồi là thư giãn cuối tuần. Chú ơi, cháu thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp, một khu sinh thái với đầy đủ các loại hình mà du khách có thể tha hồ trải nghiệm. Trong thời gian sắp tới thì khu du lịch của mình có dự định gì tiếp theo không ạ? Tới đây thì chúng tôi tiếp tục là duy trì, và đặc biệt là chúng tôi sẽ đưa nhiều cái loại hình, cái sản phẩm mới về. Nhưng mà các cái sản phẩm này thì cũng đều là thân thiện thôi, gắn với cái môi trường. Nên là dự định tới đây là các cái sản phẩm của chúng tôi là có cái những cái thay đổi theo cái nhu cầu của khách. Vì bây giờ khách đến đây là tham quan nghỉ dưỡng, rồi là đặc biệt là bây giờ là cái nhu cầu chụp ảnh check in đấy rất là lớn. Nhà hàng rồi là các cái món ăn ẩm thực cũng phải thay đổi. Thứ hai nữa là phục vụ thì cũng từng bước phải chuyên nghiệp hơn nữa. Vâng, xin chúc cho dự định của chú trong thời gian sắp tới sẽ thành công. Cảm ơn chú đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Một lần nữa, Diệu Thơm và chú Tiến xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.